Trần Thị Kim Chi, cựu giám đốc Ocean Bank chi nhánh Hải Phòng, bị tuyên mức án tử hình. Sáng 4 tháng 9, Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Ocean Bank chi nhánh Hải Phòng đã tuyên án đối với các bị cáo, gồm Trần Thị Kim Chi, cựu giám đốc Ocean Bank chi nhánh Hải Phòng, mức án tử hình, Lê Vương Hoàng, cựu kiểm soát viên, và Nguyễn Thị Minh Huệ, cựu trưởng phòng kế toán kho quỹ, đều thuộc Ocean Bank chi nhánh Hải Phòng, án tù chung thân, Chu Văn Nha, cựu thủ quỹ Ocean Bank chi nhánh Hải Phòng, mức án 20 năm tù cùng về tội tham ô tài sản. Ngoài ra, bị cáo Chi buộc phải bồi thường 353,3 tỷ đồng và 2,7 triệu đô la Mỹ cùng số tiền lãi suất phát sinh cho Ocean Bank chi nhánh Hải Phòng. Các bị cáo còn lại cũng phải bồi thường tiền lãi suất phát sinh cho ngân hàng. Hội đồng xét xử buộc Ocean Bank chi nhánh Hải Phòng bồi thường toàn bộ số tiền cho 27 khách hàng cùng số tiền lãi suất phát sinh. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo tạo dư luận xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống vật chất và tinh thần của khách hàng. Các bị cáo chưa có khoản tiền nào khắc phục hậu quả, nên phải có hình phạt nghiêm khắc. Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 8 năm 2017, bị cáo Chi đã chỉ đạo các bị cáo Hoàng, Huệ và Nha sử dụng thông tin cá nhân của người thân, nhân viên chi nhánh, khách hàng vãng lai. Lập 109 thẻ tiết kiệm để lấy phôi thẻ, sau đó, các bị cáo dùng thủ đoạn gian dối, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý, giao thẻ tiết kiệm giả cho khách hàng để chiếm đoạt của Ocean Bank tổng số tiền hơn 414 tỷ đồng, đồng thời gây thiệt hại cho Ocean Bank hơn 9 tỷ đồng.